Ok, hello chào các bạn. Ok, hello chào các bạn. Mình tên Pashua. Ok, chào mừng các bạn quay lại với channel Hùng KK Vlog Cuộc Sống ở Châu Phi. Thì vào đầu video các bạn hãy nhớ cho mình một like, một chia sẻ và nhớ đăng ký kênh Hùng KK Vlog Cuộc Sống ở Châu Phi để ủng hộ mình và động lực giúp đỡ những người dân nghèo ở bên núi Châu Phi cũng như các em nhỏ mồ côi ở bên núi Châu Phi mọi người nhé. Đấy, thì hôm nay mình đứng đây cùng bạn Xóa và cùng anh này thì mọi người là nhìn là biết thương hiệu đó mọi người nhé. Đấy, như hôm qua là mình có ra thăm các em ở ngoài chỗ rửa xe đấy. Thì như trên video mình nói là mọi người nhé, là tất cả ngoài đấy là cái đất đấy là của nhà nước, là nhà nước là lấy để làm dự án đó mọi người nhé. Thì hôm nay là mình quyết định là đi tìm, mình đi từ hôm qua đến giờ là rất là khó tìm. Thì sáng nay là mình là tìm vừa tìm được một anh co đất đấy, nói chung nhiều vùng người nói là vùng gọi là co đấy, co tất cả mọi thứ ai cần cái gì là sẽ đáp ứng đủ nhu cầu, gọi là người ở trung gian mọi người, người giữa trung gian đấy. Mình cần đất là anh ấy đáp ứng đất, cần xe hay cần cái gì đấy là các co là sẽ đáp ứng đấy, vì cũng là nghề làm ăn của người ta mà. Đấy, thì bây giờ mình đi từ sáng giờ là đi coi xem tất cả bao nhiêu mảnh đất rồi mà không được mảnh nào là ưng ý. Thì đến một cái mảnh ở đây là mảnh sau này là mình rất ưng ý mọi người nhé, vì là thứ nhất nó sát đường quốc lộ này, mà khu đường này là khu đường liên huyện mọi người nhé. Đấy, anh em mình đang ở chỗ huyện đấy, huyện nhỏ. Đấy, đường là đường nhựa, đường cải lớn luôn, là xe cò đi lại cũng là rất tấp nập. Thì anh ấy là bảo mảnh đất này là có chủ bán, là muốn bán lâu rồi. Mil quanzas a largura é 53. Es la largura? ¿Cuánto? Aquí la largura, 53. Es la largura y 53. 25. Sí. Así 50. Đấy, mảnh đất này là rất rộng ấy, thì mình quay cho tất cả mọi người xem. Chiều này là 25 mét vuông, chiều này là 50 mét vuông. Thì nhân lại là 1000, hơn 1000 mét vuông mọi người, 1250 đấy. Đấy. Đấy, đường này xe cộ lại rất tấp nập nhưng mà xe. Đấy. Đấy, có xe qua đường xe. Đấy, đường này là gần đường cải mọi người nhá. Xe cộ đi lại rất tấp nập. Đấy, bên này cũng hai đầu này. Luôn đường liên huyện và cũng là rất thích hợp để làm rửa xe mọi người nhé. Đây này, đây là có cái mương nước khoảng đây này. Đây, đây là cái mương để thoát nước mọi người nhé. Sau này làm rửa xe là nước thoát xuống hết này, ta chảy ra ngoài kia. Đây là đường rất rộng lớn. Đây là mình là thấy kia mà mảnh đất này là mảnh đất phù hợp nhất để làm rửa xe. Còn bây giờ thì bảo là co em mình xem đến xem được đấy, gọi là người đúng giá đấy, đến cho mình xem đất được. Thì xong nếu mình ứng ý thì sẽ gọi chủ nhà để ra nói chuyện mọi người nhé, để cũng như là về giá cả đấy. Đấy, mảnh đất này là mình thấy rất đẹp, sát đường nhờ đường cải luôn đây. Dạ, thứ mai sẽ lên. Đấy, mảnh đất rất rộng mọi người ạ. Đấy, chiều này 50 mét, chiều dài, chiều xấu đấy. Chiều mặt tiền là 25 mét. Sí.
Đây mọi người nhá, mảnh đất này rất rộng ấy, cùng nhìn ra ngoài mặt đường ấy mọi người nhá. Đây. Xe cổ là chạy rất là tấp nập, phi đường lên huyện mà. Đấy, cái mặt đường ở ngoài kia, mặt đất là chạy ở này đi. Nếu sau này nếu có mua được đấy để làm rửa xe thì rất là thuận tiện, vì sát mặt đường cái. Đấy mọi người nhá, thì bây giờ mình sẽ hỏi giá. À quên đi, mình sẽ hỏi là chủ nhà thì mình có thể gọi ra để mình nói chuyện được không? Para conversar, mas ele disse é mesmo aquele preço. É mesmo aquele preço. É mesmo aquele preço. À, người trúng giá đó mọi người, đấy lúc nào cũng muốn kiếm lời nên là mình bảo gọi chủ đất ra, cứ bảo là giá cả là đưa cho anh ấy thôi. Giá thì cùng so với bên này thì rất cao mọi người nhé, nhưng mà tính so với tiền Việt Nam thì nó cũng cực kỳ rẻ luôn. Đấy, cái mảnh đất đó là giá thành phố mọi người nhé. Đấy, đấy gọi thị trấn đấy chứ không phải thành phố, thị trấn ở bên kia mà mảnh đất đây. Mà sát đường lớn, cái mảnh đất rất đẹp, mà mặt tiền là 25. Esse é mesmo aquele preço. É mesmo aquele preço, ele não quer descontar mais. Não quer descontar mais nada. Vai conversar com ele. Então. Nhiều tiền nhỉ? Deixa eu não ligar. Amanhã você conversa com ele. Já, também tá. Amanhã, quando ele vir, vou falar com ele. E podemos chegar em casa para conversar como é que fica do terreno. Já, e é só entrar em acordo. Se pode ou não. Mas o preço que ele deixou é mesmo aquele. Então, como cliente que eu arranjei, esse é o preço que me deixaram. Então, tinha que ter um preço assim acessível do terreno. Não, eu quero falar com o dono. Com o dono aqui. Uh-huh. Ele depois vai. Hoje não? Hoje. Amanhã? Só amanhã. Essa hora já é tarde. Ele está no Ambo. Só vem amanhã. Cứ nói là ngày mai gặp chủ thôi. Bây giờ giá tiền thì anh ấy cũng nói đấy. Thì người trúng giá thì lúc nào cũng muốn kiếm lời mà, vì công việc của người ta mà. Giá thì bây giờ anh ấy nói rất cao mà mình nghĩ là không để như vậy đó. So với bên này thì nó là đắt, mình nói chung mình cũng nghĩ là đắt vì mình mua đất trên bản. Nhưng mà đây là cùng gần thành phố, cũng gần mặt đường lớn mới nhé. Đấy mà cái mảnh đất cũng rất rộng, hơn 1.000 mét vuông, 1.250 đấy. Gọi là chiều này là 25, chiều này 50. Nếu mà nói chuyện với chủ đất thì chắc là cũng bớt được ít nhiều gì đấy. Người trúng giá thì không, lúc nào cũng là muốn có một lợi nhuận với công việc của họ. Thì bây giờ đi ra ngoài này, mảnh đất thì cực kỳ đẹp đó mọi người. Đấy, mình là cực kỳ ứng cái mảnh đất này, thật sự là rất đẹp. Em sẽ tới đây nung muối từ bún nhiều đấy, bạn sao? Aqui é muito bonito, porque aí é próximo com a estrada. Carro não vai mais aí direito, vai vir aqui para lá. Rất là đẹp đấy, mọi người nhìn xem á. Đi ra ngoài này quay vào cho mọi người xem. Đây là quả tuyệt vời luôn, mặt đường ở đây này. Dân ở đây là ở xung quanh cũng là rất tấp nập, ngoài đường cũng là xe cổ ô tô đi lại rất nhiều. Đấy, mà gần thành phố, gần cái khu chắc là mở cái khu đô thị mở ngoài này, đấy, mảnh đất này là cực kỳ đẹp luôn, mình sẽ cố gắng mua bằng được cái mảnh đất này.
xong ấy mình cùng họ nói chuyện với anh ấy là thì bây giờ không, hôm nay không là một chủ đất, nhưng mà mình cũng kiểu được mảnh đất này là gọi là chủ, người chủ là thực sự muốn bán mọi người nhé. Anh ấy cũng nói, yeah. Anh sẽ đôn vé đai được mẹ một cái đôn vé đi. Quer mẹ một vender o terreno amanhã, ele vai vir. Guilherme, ele, ele não está presente. Não é a família aqui, né? Não, só o Ambo. A família toda está no Ambo. Só o único que está aqui para deixar a responsabilidade para comprar, para vender o terreno. Só o único que está aqui. E amanhã pode vir para terminar com a conversa do terreno. Gọi là cái mảnh đất ngày xưa là gia đình chủ ở đấy mọi người nhé. Nhưng bây giờ là đã lên thành phố ở rồi. Thì gọi là để lại đấy, là gọi là tìm đến người trúng giá đấy, gọi là co đấy, là tìm khách bán. Như mảnh đất này cùng rồng lớn như này chắc là bán cái số tiền, số lượng tiền bên này là vậy, là vậy là rất nhiều, thì chắc là cùng chưa khó khách mua. Thì hôm nay mình hỏi đến, nhưng mà chắc là cái giá đấy đấy, lúc gặp chủ nhà, chủ đất ấy, thì nói chuyện thì sẽ bớt xuống một ít mà nghe. Không, terreno ainda está em venda, terreno está venda. Pedimos esse preço porque precisamos do dinheiro para fazer algumas coisas. Ah, yeah. Esse tempo também. Esse tempo aqui. Chuva não tem. Yeah, chuva não tem. Tá. Pobre. Cái nhà mà nhà xây đấy là không phải của đất đây đâu mọi người nhé. Cái nhà đang xây đó là của đất vật sản. Esse cái nhà đi ô tô tê bên đấy. Essa casa đồn đấy. Esse là cái ô tô. Của đất xã con từ cái bờ, từ cái mặt tường này đấy, từ cái bờ tường này sang bên này. Đây là mảnh đất của chủ bên này, còn bên kia là của nhà khác. Đấy, nếu sau này có mua đấy thì mình sẽ thuê hẳn cái nhà để mà mình làm lại cho các em ở. Thì nói chung hôm nay là đi tìm được cái mảnh đất này là rất vừa ý mọi người nhé. Cực kỳ là vừa ý, quá tuyệt vời đấy. Gần đường lớn, đường liên huyện đấy, đây sẽ có ô tô là đi lại rất nhiều. Cũng như gần thành phố, gần thị trấn đấy, là sẽ có là tập trung về đây rửa. Đấy, nên là cực kỳ đẹp, nhưng tuy không có được chủ đất nhưng mà ngay mái hèn đấy, dân gọi là người trúng giá ăn co đấy. Nói chung là người ta khi đã tìm được khách hàng thì người ta rất ít ý, bảo ngay mái gặp chủ là hẹn giờ lấy số điện thoại ngay mái đấy. Thì lúc này mình cũng lấy số điện thoại mới nhé. Thế ngay mái là có gì là anh ấy sẽ gọi cho mình. Dạ mấy nha, quando dono veio me liga para mim. Tá bem, eu vou ligar. Sim. O número mesmo aquele, pode só me dar, pode só me dar o número. Já grava, né? Já grava. Ok. Ngay mái sẽ có cuộc gặp về chủ đất mới nhá. Đấy, thì không biết như thế nào, nhưng mà chắc người ta muốn bán nữa thì sẽ bán. Đấy, quan trọng là giá cả thôi. Đấy, khi đã muốn bán thì mình thì cần mua, mà người chủ đất thì muốn bán, thì lúc đó sẽ nói chuyện gọi là giá cả, nói chuyện giữa với giá cả thôi, thì hợp lý ra sẽ đi tiến đến làm hợp đồng giấy tờ mua bán mọi người nhé. Thì ngày mai mình sẽ chơi điện thoại của anh ấy gọi. Mình cùng ngày mai mình cùng sẽ thúc giục anh ấy vào sáng sớm để anh ấy gọi chủ đất mọi người nhé. Để lúc nào chủ đất về đến đây thì là sẽ gọi mình để nói chuyện đấy. Thì bây giờ anh em mình cũng phải về mọi người nhé. Thì video hôm nay mình cũng xin dừng tại đây. Mọi người thấy video hôm nay hay, video có ý nghĩa thì hãy nhớ cho mình một like, một chia sẻ và nhớ đăng ký kênh Hùng Ca Cao Vlog của cộng đồng châu Phi, để mình có động lực giúp đỡ những người dân nghèo cũng như các em nhỏ mồ côi ở miền núi châu Phi mọi người nhé. Chào các bạn. Amen nhá. Depois eu ligo. Sim. Tá bem. Bây giờ mình cũng phải về, cũng phải chờ anh ấy về luôn, vì ở trong chỗ thị trấn mọi người. Đấy, từ thị trấn ra đây thì còn tầm một cây số thôi. Đấy, tầm một cây số hơn tí thôi. Vì mình chạy lại ra đây mình biết mà.